Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đường là một phần không thể thiếu đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều đường sẽ khiến cơ thể mắc phải những bệnh lý nghiêm trọng. Dưới đây là 7 loại bệnh thường gặp trong cuộc sống khi sử dụng đường quá ngưỡng cho phép. Thông tin được đăng tải trên báo Người Lao Động. 1. Cận thị. Trẻ em có thói quen ăn ngọt thường có nguy cơ mắc cận thị cao hơn bình thường. Việc ăn quá nhiều đường ngọt sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao, dẫn đến giảm áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc dịch trong nhãn cầu giảm ảnh hưởng đến thủy tinh thể, khiến trẻ em mắc cận thị hoặc làm tăng độ. Đái tháo đường. Ăn quá nhiều đồ ngọt dẫn đến tăng cân và béo phì cùng những bệnh lý liên quan như tiểu đường. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng từ 80% đến 90% những người mắc bệnh tiểu đường đều liên quan đến việc thừa cân và béo phì. Phù nề chân. Nạp quá nhiều đường vào cơ thể sẽ làm lượng vitamin B1 trong cơ thể sụt giảm một cách nghiêm trọng. Hơn nữa, việc thiếu quá nhiều vitamin B1 sẽ dẫn đến viêm dây thần kinh và gây ra phù nề chân. Bệnh tim mạch. Thói quen sử dụng quá nhiều đường trong một thời gian dài có thể dẫn đến các bệnh tim mạch. Các chuyên gia Thụy Sĩ vào những năm 1900 đến 1968 đã nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng tiêu thụ đường và tỷ lệ mắc bệnh tim và cho ra kết quả tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch vành có tương quan thuận với việc tiêu thụ quá nhiều đường. Bệnh răng miệng. Thường xuyên sử dụng đường ngọt sẽ cung cấp môi trường sinh sản tốt cho vi khuẩn trong khoang miệng. Vi khuẩn và đường có thể dễ dàng gây ra sự gia tăng các thành phần có tính axit trong răng. Răng thường bị tấn công bởi các chất có tính axit dẫn đến các bệnh về răng miệng, chẳng hạn như sâu răng. Suy dinh dưỡng. Tiêu thụ quá nhiều đường ngọt sẽ làm tăng lượng đường trong máu, ức chế sự thèm ăn và gây biếng ăn ở trẻ. Ngoài ra, sự trao đổi chất đường trong cơ thể cần tiêu thụ nhiều loại vitamin và khoáng chất. Do đó, ăn nhiều đường là một trong những nguyên nhân gây dẫn đến thiếu hụt vitamin, canxi và kali ở trẻ nhỏ. Ung thư. Sử dụng quá nhiều đường mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư, nhưng nó sẽ dẫn đến các bệnh lý phát triển thành ung thư. Ăn quá nhiều đường có thể gây béo phì, một mối nguy hiểm tiềm ẩn của nhiều bệnh ung thư. Trẻ béo phì dễ bị ung thư tuyến tụy, ung thư bàng quang, ung thư dạ dày và ung thư ruột hơn trẻ có cân nặng bình thường. Lưu ý về lượng đường nên ăn mỗi ngày. Theo khuyến cáo của WHO, cả người lớn và trẻ em nên giới hạn lượng đường tự do ở mức dưới 10% tổng lượng calo tiêu thụ. Chẳng hạn, bạn là một người trưởng thành, trung bình tiêu thụ khoảng 2.000 calo mỗi ngày, lượng đường tiêu thụ nên dưới 200 calo, tương đương khoảng 50 gram hoặc 12 thìa cà phê. Thậm chí tiêu thụ dưới mức 5% còn có nhiều tác dụng tốt hơn nữa và mang lại lợi ích cho sức khỏe. Đường tự do được tính không bao gồm các loại đường tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả tươi. Không có bằng chứng khoa học nào cho rằng tiêu thụ những loại đường tự nhiên dẫn đến vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, hướng dẫn không áp dụng với trái cây tươi và rau quả. Bạn cũng nên tránh dùng thực phẩm có đường với cà phê. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó khăn đối với nhiều người, nhưng sự kết hợp cà phê và bánh ngọt hoàn toàn không phải là một bữa ăn nhẹ lý tưởng. Vì chất caffeine có thể làm ức chế khả năng xử lý lượng đường trong cơ thể. Bên cạnh đó, caffeine cũng khiến cho cơ thể ít xảy ra phản ứng với insulin hơn và từ đó gây ra sự đề kháng insulin trong thời gian ngắn. Để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh hơn, bạn nên ăn nhẹ với các loại thực phẩm như trái cây, sữa chua, các loại hạt, vân vân. Bạn cũng có thể rắc ít quế vào thực phẩm chứa đường. Làm như vậy, loại gia vị cay này sẽ giúp cho bạn tránh cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn no. Thói quen ăn quế đi kèm với mọi loại thực phẩm kể cả các món ăn chứa đường có thể làm giảm lượng đường trong máu trong một khoảng thời gian sau khi ăn và giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn vì cơ thể sẽ chống lại sức đề kháng của insulin, một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị cùng tìm hiểu thông tin về cách giảm đường trong chế độ ăn hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.